Có một ngày thì là một video mới để chia sẻ cho bà con và các bác thì hôm nay ra à, vườn để tôi bốc cây đàn hương thì cũng quay luôn cho các bác về cái hiện trạng tiêu chuẩn cây đàn hương trắng Ấn Độ tại trung tâm hiện nay chúng tôi đang ươm thì mỗi một cây à, đàn hương thì nó sẽ có một cái cây ký chủ bên cạnh là cây tôi đang sử dụng một cây này là cái cây diền nhật có nhiều nơi mỗi nơi thì sẽ có một cái tên gọi khác nhau như các bác nhìn thấy cái cây đàn hương nó có khỏe mạnh hay không thì các bác nhìn vào đây là biết này là nó đang bám rễ cây ký chủ rất tốt thì cái cây đàn hương lên nó rất là lực và tỷ lệ cây nó đồng đều với nhau các bác nhìn những cái nuống này là các bác biết này nó không có một cái cây nào yếu và không có một cái cây nào nó nó kém hạt cả cho nên là cây nào cây đó cây nó rất là cứng và khỏe và lá nhỏ còn những cái cây đàn hương lá to mà xòe ra mà mỡ mỡ thì nó làm cái dòng đàn hương Philippines Đấy, còn đàn hương trắng Ấn Độ thì lá nó hơi nhỏ một chút Đấy, riêng cái dòng trồng ở Việt Nam là chúng ta phải trồng đàn hương trắng Ấn Độ thì cây đó nó mới phát triển tốt và cái thứ hai nữa là các bác để ý cái thân cây này nó chuyển lâu chuyển nâu là chúng ta có thể trồng được rồi Còn những cây mà nó còn xanh xanh trắng trắng Nó nhỏ quá thì chúng ta chưa lên trồng Đó là cái tiêu chuẩn để chúng ta cách mà chọn giống Và cái thứ hai nữa là Trong quá trình trồng cây đàn hương Chúng ta phải xác định là trong đàn hương là có 16 loại đàn hương khác nhau Thì chúng ta ở Việt Nam là chỉ triển khai trồng đàn hương trắng Bởi vì cây đàn hương trắng là cây hương liệu Sau đó chúng ta lấy gỗ lõi để làm ép tinh dầu Làm dược liệu, làm mỹ phẩm thì tất nhiên cái công đoạn làm đó thì phải xuất khẩu sang các nước bạn người ta làm và chúng ta chỉ thu ở cái chỗ là chúng ta thu cái giá trị gỗ để xuất khẩu thì hiện nay đơn vị trung tâm cây giống tam đảo có ký hợp đồng bao tiêu thu mua lại gỗ đàn hương sau này khi các bác trồng cây đàn hương tại việt nam thì cái quá trình phát triển thì chúng tôi cũng làm việc với một số chuyên gia ấn độ để đảm bảo cho cái quá trình phát triển trồng cây đàn hương ở việt nam nó phát triển tốt hơn à, tuy nhiên thì tôi cũng nói luôn là ở việt nam không thiếu các đơn vị để bao tiêu những cây đàn hương này bởi có những người người ta đi trước tôi khẳng định luôn là ví dụ như bác thoại là một trong những người mà mở đường con đường máu cho gỗ đàn hương của Việt Nam thì bây giờ viện đàn hương làm cũng rất là thành công thì cái vấn đề chúng ta trao đổi với nhau về cây đàn hương về cây đàn hương thì nó là dễ ban ký sinh cho nên là chúng ta phải trồng ít nhất nó có ba đời ký chủ là cái thứ nhất là ký chủ ngắn hạn trong bầu là từ lúc cây còn nhỏ là sẽ có những cái bầu ký chủ như thế này về sau khi chúng ta trồng ở xuống đất rồi chúng ta sẽ có ký chủ đời hai là cái hạt đậu chiều hoặc những cây cỏ voi, những cái cây dễ ăn sâu ấy thì là cây đàn hương sẽ mượn rễ để nó phát triển tiếp tục cho năm thứ hai, năm thứ ba là cây sẽ mượn rễ của cây ký chủ dài hạn là phải là những cây ăn quả có múi như bưởi, cam quýt. Và sau đó nữa là nếu như chúng ta trồng xen canh với cây lâm nghiệp thì chúng ta trồng thưa ra thì sẽ trồng những cây như là sưa đỏ, chắc đỏ, cẩm lai. Đó là những cái cây mà ký chủ đời hai rất tốt. Ví dụ như chúng ta trồng thay uh, ký chủ đời hai chúng ta có thể kết hợp xen hợp xen kẽ với cây sim cũng được như ở hòa bình thì hiện nay là ở khu vực huyện lạc thủy là cũng có những người người ta trồng sen với cây sim à, thì cho thấy kết quả là cái cây đàn hương phát triển rất tốt và cái dự án trồng ở đàn hương thì hiện nay thì cũng được nhà nước quan tâm rất nhiều được chính quyền chính phủ đầu tư ra thậm, thậm chí là cả những tập đoàn th chumil họ cũng nhảy vào để họ trồng đàn hương ở tại khu vực thanh hóa nghệ an thì họ trồng ở đó thì cho đến nay thì cũng rất thành công thì ở đây thì các bác có thể nhìn thấy đằng sau tôi thì một năm thì ở tại trung tâm cây giống phát triển giống cây trồng tam đảo thì chúng tôi cũng sẽ ươm được khoảng độ từ 3 đến 5 vạn cây trên một năm nếu mà để cung cấp cho toàn việt nam thì khả năng là năng lực chúng tôi ươm thì cũng còn nhiều cây giống khác để chúng tôi còn phát triển cả trầm hương đàn hương và các loại cây lâm nghiệp quý của việt nam chính vì thế mà chúng tôi chỉ ươm được cái số lượng này không thể nói được gọi là nhất việt nam được nhưng để đạt